cả nhà đang xem trên kênh Em Nhỏ Miền Quê. Thì bữa hôm nay gia đình của mình được em trai ẩn ở nước ngoài gửi tiền về để đi mua cá phóng sanh. Thì em trai ẩn có nhờ mình ra chỗ chị Thấm để mình mua cá. Thì hiện tại gia đình của mình đang đứng trước cái chỗ chị Thấm bán cá. Giờ mời cả nhà cùng vô mua cá với gia đình của mình nha. Cá rô phi này nhiêu ký vậy chị? Cá phi này 30 ngàn. Dạ. Cá chê thì 35. Dạ, cá chê bự quá ha. Cá chê nó u. Cá chê là chắc 1 ký hơn 1 ký ha. Dạ. Cá lóc 50 ngàn ký. Cá lóc 50 ngàn. Nó có cột á. Dạ. Con hết 45 ngàn. Con hết này cũng bự lắm nè. Dạ. Thì bữa nay được em tay ẩn cứu mạng mấy con cá với ếch. Chút nữa mình ra xong mình xả thả cho cá với ếch về với tự nhiên. Giờ là anh Hải với chị Thấm đang cân cho mình nè. Chào cả nhà. Bốn ký. Bốn ký cà phê. Ừ, 4 ký. Rồi anh đảo cá lóc cho luôn, anh đảo cá lóc cho luôn. Chị bán về là sáng mấy giờ mới đi lấy chị Thấm? 3 giờ tới giờ cơm. Dạ. Mà mốt có mua cá, mua gạo, mua thức ăn gì đó ủng hộ chị ha. Mốt lấy luôn. Dạ, chị gần đây phải ủng hộ chị chứ. Sống ngoài thì sớm bắt cá trê mặn để khô cả ngày cũng sao. Nay nhờ em trai ẩn mà cá này được về với tự nhiên rồi. Rồi cá trê này chắc hơn ký luôn. Mấy ký vậy? 5 ký rưỡi cá trê. 5 ký rưỡi. 5 ký. Kêu chị Thấm bắt hết cho mình luôn. Thì tổng cộng của mình á, cá phi là 5 ký rưỡi, ếch 5 ký rưỡi, cá lóc là 7 ký, cá trê 24 ký rưỡi, tổng cộng là 1.519.000. Giờ em gửi chị 1.519.000. 1.519.000 em đưa chị Thấm. Nặng vô mỡ. Dạ. Dạ dạ. Nước
Giờ cả gia đình của mình đã đem cá về xuống xuồng và ra sông. Hôm nay đi thì có bé Duy Thịnh cùng đi. Bé Duy Thịnh cũng có áo phao nữa nha. Con ngồi im đó nha Thịnh. Giờ mình chạy ra sông lớn, ở cái chỗ mà không có những cái dầm đáy á, để mình thả mấy chú cá về với tự nhiên. Giờ mình đi là đang lúc sáng sớm, hiện tại là 7 giờ sáng. Hôm nay trời cũng trong xanh đẹp. Mọi ngày mưa quá trời mà sao nay trời sáng như vậy hả? Cái bịch cá nè. Cái bịch cá phi này á, thì nó dễ chết á, nên là mình thả dưới nước để mình lôi nó đi cho nó tỉnh, nó khỏe. Giỏi quá ta. Bà băng tiền. Chào bà băng tiền lại đây. Chào bà băng tiền. Con xin quay về nương tựa Pháp, con không dựa vào ngã quỷ, con xin quay về nương. Có bấy nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy răng, các ngươi trước lòng trần tục lắm, nên đời này chìm đắm sông mê, tối tâm chẳng biết làm lành, gây bao tội ác lạc vào trầm luân. Do vì đời trước ác tâm nên nay chịu quả khổ đau vô cùng, mang lông, mang vảy, mang sừng, da trơn, nhám láng các loài súc sanh. Do vì ghen ghét tham sân, do vì lợi dưỡng hại người làm vui, do vì gây oán chuốc thù, do vì hại vật hại sanh hỏi lòng, do vì chia cách giam cầm, do vì đâm thọc chịu bao khổ hình. Cầu xin Phật lực từ bi, lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương, nay nhờ tăng chúng hậu trì, kết duyên tam bảo thoát dòng khổ đau. Hoặc sanh lên các cõi trời, hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành, hoặc sanh lên được làm người, biết phân thiện ác tánh đều làm mê. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Thì giờ mình sẽ thả những chú cá ếch này về với tự nhiên, được nhờ lòng của em trai ẩn để cho chúng sanh về với tự nhiên sinh sôi nảy nở. Giờ mình thả cá xuống sông. Giờ mình sẽ thả cá về với tự nhiên sinh sôi nảy nở, cầu an cho chúng sanh tinh thần cầu. Giờ mình thả chúng sanh đi về với tự nhiên để sinh sôi nảy nở. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, về với tự nhiên sinh sôi nảy nở. Cũng nhờ tấm lòng nhân ái của em trai ẩn mà các loài cá đã được về với tự nhiên. Cá về với tự nhiên đi theo dòng nước sinh sôi nảy nở. Sinh sôi nảy nở. Nam mô Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô. Giờ mình thả chúng sanh xuống sông nữa. Ôi, đây là cá lóc. Nam mô A Di Đà Phật, đi theo dòng nước về với tự nhiên sinh sôi nảy nở. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ tấm lòng của em trai ẩn mà chúng sanh được giải thoát về với tự nhiên, đi theo dòng nước sinh sôi nảy nở. Rồi mấy chú ếch này về với tự nhiên đi nha. Cái này gần lùm bụi rồi nè, lên trên đây thì trốn vô bụi lùm đồ rồi sinh sôi nảy nở. Nghe lời phóng vô trống luôn á. Rồi xuống đây. Rồi xuống nước. Này gần lùm bụi rồi, đi vô đây sinh sôi nảy nở nha. Trời ơi mừng cái đi cái kìa. Được giải thoát rồi, một chút nữa là tính mạng bị đe dọa. Quyến luyến gì mà không chịu xuống nè. Nhiều ớt quá. Ừ, nhiều ớt đó, mình thả nó đi cho nó sinh sôi nảy nở nha con. Rồi đi vô lùm vô bụi đi. Nó là vẫy tay cảm ơn em trai ẩn nha, đi anh trai ẩn nha đi. Ơi. Nhờ em trai ẩn mà những chú ếch này được về với tự nhiên nè, thoát khỏi sự đe dọa tính mạng. Ở chỗ này lùm bụi nhiều nè, ngàn hồi cái lũi xuống nhảy đi mất tiêu. Cũng lắng nghe. Lắng nghe lời Phật dạy chứ. Em tay ẩn tạo điều kiện cho chị góp phần công đức thả cá về với tự nhiên. Chị xin cảm ơn em tay ẩn rất nhiều nha. Giờ mình thả cá về với tự nhiên. Thả về với tự nhiên sinh sôi nảy nở. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đây giờ còn nữa, chị thúc cho chị thả nữa. Đây. Ôi. Nhiều quá anh chị. Rất con này chị. Này, Nam mô Di Đà Phật, cá về với tự nhiên sinh sôi nảy nở, thôi theo dòng nước nè. Cá về với tự nhiên sinh sôi nảy nở. Thôi theo dòng nước. Rồi. Kinh nghe chị học đây nè. Hôm nay nhờ em trai ẩn mà số cá trê này nằm ở trong chậu, xíu nữa bị mất mạng rồi, người ta giết rồi, nhờ em đây ẩn cứu thả về tự nhiên. Giờ cô thả được cá về với tự nhiên nha em đây ẩn đó. Nam mô Di Đà Phật, cá về với tự nhiên sinh sôi nảy nở nha, theo dòng nước nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cá về với tự nhiên hồi hướng công đức. Nam mô Di Đà Phật, cầu an cho chúng sanh. Ôi nó mừng. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thôi sao? Cá ơi. Cá về với tự nhiên. Cá về với tự nhiên. Sinh sôi nảy nở. Sinh sôi nảy nở. Tự nhiên nha cá, đó sinh sôi nảy nở nha. Mày không thả cá này đi. Đúng thả luôn. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Đây về đẻ đi. Đây về với tự nhiên. Con nói đi. Về với tự nhiên. Xin soi. Nãy nở. Mạnh khỏe lên đường nghe. Chào cá đi. Rồi, về với tự nhiên nha. Sau khi phóng sanh xong thì lúc nãy khi đi mua cá mình có đem theo mấy ổ bánh mì á, mình mua mình đem theo. Giờ mình phóng sanh xong rồi mình chia bánh mì cho cha với mẹ hai chị cùng ăn. Ăn bánh mì nha chị. Chị cầm cho mẹ. Đồ ổ này mình để cho chị hai. Mình đi xuống sân mình ăn vô luôn. Ngồi đàng hoàng nha. Mình mua bánh mì thịt nước với có chả lụa nữa nè. Ôi thịt quá trời luôn nha, đừng ăn. Ngon hả chị? Bánh mì này có Nhung bán á. Mời cả nhà ăn bánh mì với mình nha. Mời cả nhà cùng ăn bánh mì với mình. Mời cả nhà cùng ăn bánh mì với mình. Cô mời em trai ẩn cùng ăn bánh mì với gia đình mình nha. Ra xong ăn mát quá chạy. Ở nhà cùng ăn bánh mì với mình nha. Chị mời em trai ẩn cùng ăn với chị. Giờ gia đình của mình sẽ chạy máy quay trở về nha. Tại vì giờ mình cũng thả cá xong rồi á. Mình đi về thôi. Đó hót đó. Con chim số nhỏ hả? Mình về cũng kẹp con nước luôn hả chị? Hay quá. Hay quá luôn, về vừa kẹp con nước. Bữa nay Duy Thịnh được đi xuồng. Lên được không? Được chị. Trời ơi. Nay về kịp nước, cái nước cạn là mình vô xuồng không được á. Ra
bữa mình cũng lấy mấy cái thùng cắt lỗ vậy. Dạ thì chị đã đi phóng sanh về đến nhà. Chị xin cảm ơn gia đình của em trai ẩn rất là nhiều đã có tấm lòng để giúp chúng sanh về với tự nhiên và hồi hướng chúng sanh. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Chúc cho cả nhà xem video được thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.